Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê hóa chuyên gia tư vấn tình yêu. Tại chương trình Hãy yêu nhau đi, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê sẽ lấy kinh nghiệm và sự lạc quan của mình để giúp các bạn trẻ tự tin, nắm chắc cơ hội đến với tình yêu. Chương trình Hãy yêu nhau đi số 11 phát sóng tối ngày 28 tháng 7 trên VTV3 có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê. Với chủ đề tạm gác hết âu lo lại, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê sẽ lấy kinh nghiệm và sự lạc quan của mình để giúp các bạn trẻ tự tin, nắm chắc cơ hội đến với tình yêu. Người chơi trong Hãy yêu nhau đi số 11 là Ngô Đình Duy, làm nghề tuyển dụng nhân sự, HR, và Nguyễn Ngọc Phương Anh, người mẫu, chủ hai cửa hàng thời trang. Đến với chương trình, Ngô Đình Duy lo lắng vì chiều cao 1m90 và từng trải qua nhiều mối tình sẽ khó có bạn gái. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Phương Anh dù chịu bao điều ngang trái trong cuộc sống, từng đổ vỡ, bị bạn trai cắm sừng nhưng vẫn luôn cố gắng nhìn cuộc sống tích cực. Cả Đình Duy và Phương Anh đều có mối lo riêng. Đình Duy e ngại về ngoại hình quá khổ, Phương Anh đắn đo về sự chung thủy trong tình cảm. Tuy nhiên, với sự tư vấn của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam và nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, họ đã dần vượt qua được sự tự ti đó. Đôi khi có sai lầm của mối tình dang dở hay điều mình tự cho là khuyết điểm của bản thân nên lo lắng không dám đến với những mối quan hệ khác. Những lúc ấy, cơ hội thành công của bạn trong mọi chuyện luôn có thể được đo bằng sự tự tin vào chính bản thân. Vấn đề là phải gác mọi lo âu, dành chỗ cho tình yêu tới, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê chia sẻ.